Ngựa ô. Bạn đang nghe sách từ sách gọn.com. Phần 1. Ngựa ô. Từ tạp chí The New York Times, Dark Horse của Nam Gui Seppel. Cách các nhà sản xuất meme trên mạng xã hội giải cứu trò chơi vương quyền khỏi chính nó trong tuần cuối cùng của trò chơi vương quyền kéo dài 8 mùa. Ngay cả khi lọc phim HBO trở thành một cực hình của những kẻ hớ hên một chiếc cốc Starbucks và những chai nhựa trong tầm mắt. Những biểu tượng rỗng tuếch nhưng quá mức, một loạt lỗi liên tục ngoạn mục chúng tôi vẫn đang cố gắng cứu vãn ý nghĩa. Chúng tôi bám vào phần kết của tập phim áp chót, Aria Stark lang thang trong một thành phố đầy tro, cố gắng cứu những phụ nữ và trẻ em vô tội khỏi ngọn lửa rồng từ trên cao. Bị va đập bởi những tảng đá đổ và sự hiển linh giết người là xấu xa. Chế độ quân chủ thích giết người Aria phủ đầy tro loạn choạng đứng dậy, nhìn qua và thấy một con ngựa trắng đơn độc, bờm đang phóc phới. Cô từ từ đến gần nó, làm dịu nó và cưỡi nó khi các khoản tính dụng cuộn. Người hâm mộ đã đưa ra một loạt các diễn giải về cảnh này trên Twitter, về cách con ngựa đến đó, điều gì nó báo trước, những con ngựa trước đó nó lặp lại, ai ở bên trong nó có phải là thành troi không, Aria sẽ đi đâu. Điều đó không quan trọng. Trong đêm chung kết, Aria đi bộ sải bước qua đống đổ nát, con ngựa bị lạc trước những cơn gió kết thúc cốt truyện. Nhưng trong số những sai lầm ngớ ngẩn nhất của chương trình này, một meme đã ra đời. Một đoạn clip dài 33 giây về cuộc chạm trán với ngựa của Aria được lồng tiếng bằng bản phối lại của ô thao Rốt, Một loại sâu tai lan truyền được phát hành vào tháng 12 bởi Linh Nas 10, khi Aria bước đi giữa những ngọn lửa hướng về con chiến mã của cô ấy. Chúng tôi nghe thấy những nốt ngưng nga của bài 34 Ghost 4 của Nine In Nails, mẫu làm cơ sở cho bài hát, sau đó là giọng hát khang khang của Billy Ray Cyrus. EA, tôi sẽ cưỡi ngựa của tôi đến con đường phố của tôi sẽ cưỡi cho đến khi tôi không thể nữa nhịp điệu giảm xuống đồng bộ với tiếng phi nước đại của con ngựa khi Aria cưỡi ngựa đi và Linus ít bắt đầu đọc rap tôi có những con ngựa ở phía sau hiệu quả là sự căng thẳng gia tăng một cách u sầu sau đó là một bước đột phá quan trọng động lực tự do chiến thắng của quyết định đi xe trong cổ sinh vật học đôi khi một lớp rất mỏng trong một cấu tạo đá có thể báo hiệu một sự phá vỡ sâu sắc về thời gian, giống như ranh giới kiểm toán đánh dấu sự tuyệt chủng của khủng long và phân chia các thời đại đại trung sinh và đại tân sinh. Mìm ngựa của Aria Thao Rốt là một loại tạo tác của một sự thay đổi lớn về truyền thông, đánh dấu sự chuyển đổi giữa sự ra đi của một số hình thức trực quan nhất định, như truyền hình uy tín và sự nở rộ mới của các hình thức trực tuyến như mìm. Mìm đặc biệt này nắm bắt được tinh thần của thẻ bắt đầu bằng DMTHRONES, được tạo ra vào năm 2012 nguồn gốc chính xác của nó là chủ đề tranh luận như một không gian để những người hâm mộ da đen thảo luận và khen ngợi về chương trình. Nó nhanh chóng vượt quá thẻ bắt đầu bằng khó hiểu của nó và trở thành một hiện tượng. HBO thậm chí đã quảng cáo mùa cuối cùng của mình bằng cách sử dụng DMTHRONES một sự đồng chọn đầy hoài nghi đưa ra cách chương trình đối xử với bất kỳ ai có làn da ngăm đen như một đối tượng tình dục, kẻ giả mang kỳ lạ, phụ thuộc vào người da trắng, bi đỡ đạn. Nhưng vẻ đẹp của DMTHRONES là cách người xem da đen vừa tức giận vừa đón nhận trò chơi vương quyền. Đọc nó vì sự bẩn thiểu trong khi yêu thương chấp nhận các nhân vật thiểu số của nó làm anh hùng như chỉ huy Grey Wolf của Daenerys Targaryen và cố vấn kim người hầu gái của cô, Missandei làm thế nào mà giả tưởng, thể loại văn học trắng trợn nhất này, bị ảnh hưởng bởi lịch sử của những ý tưởng về chủ nghĩa ưu sinh và phân biệt chủng tộc, lại tạo ra điều không tưởng này, tiêu chuẩn khốc liệt. Có lẽ vì những lý do tương tự mà ô thao rốt, mà Linus mô tả là một bài hát bảy đồng quê, đã leo lên đầu bảng xếp hạng. Đầu tiên, lực hấp dẫn nghệ thuật đang chuyển từ sáng tạo sang tiếp nhận và từ quyền tác giả duy nhất sang cung cấp dịch vụ cộng đồng. Một mim là một hình thức tập thể. Các chỉ số giá trị của nó là tốc độ, tính phổ biến và sự dí dỏm hơn là tính độc đáo theo bất kỳ nghĩa nào. DMTHRONES -E không quan tâm đến thiên tài cá nhân cũng như sự trung thành với văn bản chính. Và Nas X là một thiên tài về ghép nối và luân chuyển các hình thức chứ không phải phát minh ra chúng. Một nhạc sĩ 20 tuổi đến từ dốc Gia, người từng điều hành một tài khoản dành cho người hâm mộ Nicki Minaj trên Twitter. Liên Nas X đã quảng bá ô thao rốt với cái mà anh ấy gọi là các mim vui nhộn một cách mỉa mai như thử thách Ino, nhanh chóng lan truyền, trên nền tảng truyền thông xã hội TikTok. Trong các video ngắn, các TikToker hát nhép các ô nhịp mở đầu của bài hát trong bộ quần áo thông thường của họ và nhảy lên không trung, sau đó tiếp đất bằng chân khi nhịp điệu vang lên, được trang bị một cách kỳ diệu trong trang phục cao bồi. Linh Nas X đã kêu gọi ngôi sao đồng quê Billy Ray Cyrus trên Twitter để giúp bán bản nhạc, và khi bài hát bị rút khỏi bản xếp hạng Billboard Hot Country Songs, với lý do giả định rằng nó không bao hàm đủ các yếu tố của nhạc đồng quê ngày nay. Cyrus đã nhảy vào một bản phối lại để thêm tính xác thực về cơ bản là tiếng huyết sáo và màu trắng. Nó không trở lại bản xếp hạng quốc gia, nhưng nó đã đứng đầu bản xếp hạng Billboard Hot 100 trong nhiều tuần chúng ta đã thấy điều ngược lại với trò chơi vương quyền, khi George RR Martin thất bại trong việc đưa ra tầm nhìn của anh ấy cho chương trình đủ nhanh và David Benioff và D.B. Weiss đã đảm nhận việc viết nó. Ý tưởng về ý định của tác giả đã nhanh chóng biến mất khi Bran vị vua điên rồ của tưởng tượng đã bị phế truất, đầu xỏ phòng biên kịch chủ trì. Nhưng bức màn cũng được vén lên cho người hâm mộ Bây giờ chúng ta biết chương trình không phải là sản phẩm của một kế hoạch sáng tạo vĩ đại mà là vấn đề của lịch trình sản xuất, biên kịch mặc cả và ảnh hưởng của người nổi tiếng. Nếu không có thẩm quyền tối cao, thì một người hâm mộ có thể tiktok theo cách của mình để trở thành một ngôi sao và chúng tôi, những người xem, có thể bắt đầu một bản kiến nghị trên trên dây. ORG yêu cầu HBO làm lại phần cuối cùng của trò chơi vương quyền. Nhiều người đã cười nhạo bản kiến nghị này ba thế hệ thiên niên kỹ, bằng cách thách thức 1,6 triệu người ký tên tự mình tạo ra một tác phẩm nghệ thuật tốt hơn. Nhưng bạn có thể nói rằng một số người hâm mộ đã làm như vậy và nó được gọi là DMTHRONES, một cuộc bình trọng lộn xộn, thông minh, phổ biến mà nhiều người thích thú hơn cả chương trình. Và vì thế, giữa mùa cuối cùng, nhà làm phim Barry Jenkins đã thuyết, thật hài lòng khi hoàn thành tập phim và tải lên DMTHRONES. Và vì vậy, ngay sau khi đêm chung kết được phát sóng, chính Aria Stark, nữ diễn viên Maggie Williams, đã thuyết Chỉ ở đây vì các mim chúng tôi cho rằng sự hoàn thành đối với nghệ thuật cũng giống như cái chết đối với sự sống. Bạn chỉ có thể thấy ý nghĩa của nó khi nó kết thúc. Tuy nhiên, tính không đầy đủ là chìa khóa của DMTHRONES khi trò chơi vương quyền vẫn đang chiếu, mỗi tập phim có khả năng trùng khớp với bất kỳ điều gì. Với việc Portland Trailblazers đánh bại Oklahoma City Thunder với cuộc đua tổng thống năm 2020 với một bài hát bảy đồng quê. Bây giờ chương trình đã được phát sóng đầy đủ, cổ máy mim vui nhộn, ngẫu nhiên này đã được thay thế bằng một cổ máy diễn giải cũ hơn, kêu ọp ẹp hơn có thể hiểu được, chẳng hạn như tiếng vang hình ảnh của các tập mở đầu và kết thúc của nó. Những người gác cổng văn hóa được trả tiền đã khắc các văn bia. Trong khi đó, xung quanh chúng ta, các hình thức truyền thống mới như bản mát sắp bồng ngựa của Aria rất tiếp tục phá vỡ nền tảng chính thống. Chúng có thể thiếu thời lượng và độ bền của các tác phẩm nghệ thuật cổ điển chúng có thể khó tìm trên. Google hoặc khó xem lại hơn nhưng chúng là những hiện vật đáng nói hơn về chủ nghĩa tư tưởng của chúng ta. Trò chơi vương quyền nghĩ rằng nó biết điều gì là tốt, nhưng DMTHRONES cho chúng ta tự do đặt câu hỏi, cùng với Jon Snow. Còn những người khác thì sao? Tất cả những người khác nghĩ rằng họ biết điều gì là tốt. Phần 2. Đóng cửa Bài viết này ban đầu được đăng trên tạp chí New York Times vào ngày 4 tháng 6 năm 2019. Các hình thức truyền thông mới như bản mát sắp bộ ngựa của Aria Othau rốt tiếp tục phá vỡ nền tảng chính thức chúng có thể thiếu thời lượng và độ bền của các tác phẩm nghệ thuật cổ điển chúng có thể khó tìm trên. Google hoặc khó xem lại hơn nhưng chúng là những hiện vật đáng nói hơn về chủ nghĩa tư tưởng của chúng ta. Trò chơi vương quyền nghĩ rằng nó biết điều gì là tốt, nhưng DMTHRONES đã cho chúng tôi tự do đặt câu hỏi, cùng với John Snow. Còn những người khác thì sao? Tất cả những người khác nghĩ rằng họ biết điều gì là tốt. Phần 2. Đóng cửa. Bài viết này ban đầu được đăng trên tạp chí New York Times vào ngày 4 tháng 6 năm 2019. Các hình thức truyền thông mới như bản mát sắp bộ ngựa của Aria Othaurot tiếp tục phá vỡ nền tảng chính thức. Chúng có thể thiếu thời lượng và độ bền của các tác phẩm nghệ thuật cổ điển chúng có thể khó tìm trên. Google hoặc khó xem lại hơn nhưng chúng là những hiện vật đáng nói hơn về chủ nghĩa tư tưởng của chúng ta. Trò chơi vương quyền nghĩ rằng nó biết điều gì là tốt nhưng DMTHRONES đã cho chúng tôi tự do đặt câu hỏi, cùng với John Snow. Còn những người khác thì sao? Tất cả những người khác nghĩ rằng họ biết điều gì là tốt. Phần 2. Đóng cửa Bài viết này ban đầu được đăng trên tạp chí New York Times vào ngày 4 tháng 6 năm 2019. Còn những người khác thì sao? Tất cả những người khác nghĩ rằng họ biết điều gì là tốt. Phần 2. Đóng cửa Bài viết này ban đầu được đăng trên tạp chí New York Times vào ngày 4 tháng 6 năm 2019. Còn những người khác thì sao? Tất cả những người khác nghĩ rằng họ biết điều gì là tốt. Phần 2. Đóng cửa. Bài viết này ban đầu được đăng trên tạp chí New York Times vào ngày 4 tháng 6 năm 2019.